Thông tin Lê Công Vinh tê thật Lê Công Vinh ngày sinh 10 tháng 12 năm 1985 nơi sinh Quỳnh Lưu, Nghệ An chiều cao 1,72m vị trí Tiền đạo Lê Công Vinh sinh ngày 10 tháng 12 năm 1985 tại Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, Nghệ An là một cầu thủ bóng đá Việt Nam hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam ở vị trí tiền đạo. Anh từng 3 lần nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006, 2007. Chỉ có Lê Huỳnh Đức và Phạm Thành Lương cùng có ba lần giành được giải thưởng này và Vinh được xem là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam môn sơ công Vinh hiện cũng là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam môn sơ anh từng ba lần nhận danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004 2006 2007, chỉ có Lê Huỳnh Đức cùng có 3 lần giành được giải thưởng này và Vinh được xem là một trong số những cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam môn sơ công Vinh được trang web go.com bình chọn là một trong 10. Cầu thủ châu Á đáng xem nhất năm 2009 sau khi anh cùng đỡ ti Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2008 tuổi thơ công vinh sinh ra ở quỳnh lưu nghệ an và là con trai duy nhất trong nhà trên anh còn có hai chị gái và sau là một cô em út lúc chị em vinh còn nhỏ vì gia cảnh khó khăn mẹ đi làm ăn xa nhà nên chủ yếu nhờ bàn tay bố chăm sóc cả gia đình nhưng tai họa đột ngột ập tới một lần đi trên đường Bố Vinh bị xe khách đâm làm bị thương nặng. Tiền thuốc thang, viện phí cho ông khiến gia đình gần như khánh kiệt. Sau khi bình phục, cũng vì muốn cho các con bớt đói khổ. Bố Vinh đã có quyết định liều lĩnh và sai lầm là đi buôn ma túy với khát vọng đổi đời. Nhưng ngay từ lần đầu tiên đi, ông đã bị bắt và phải chịu án 12 năm tù. Cha vướng lao lý. Lúc này người mẹ rứt khỏi vòng xoáy của cuộc mưu sinh để về chăm các con. Tuy nhiên, chị em Vinh lại phải đối mặt với một nỗi buồn nữa khi bố mẹ chia tay nhau. Thế rồi sau 8 năm cải tạo tốt, bố Vinh được tự do trước thời hạn. Sự nghiệp câu lạc bộ sông Lam Nghệ An 14 tuổi. Vinh bắt đầu tập luyện bóng đá. So với những cầu thủ cùng lứa sự khởi đầu của Vinh khá muộn và cũng không suôn sẻ. Thậm chí, khi thi tuyển vào đội trẻ của Nghệ An, Vinh đứng gần đội sổ, bị đánh giá là không có nhiều triển vọng, cả kỹ thuật và tâm lý đều chưa vững. Cùng lứa với công Vinh có Phạm Văn Quyến, dù Quyến chỉ hơn một tuổi nhưng vào thời đó... Anh được coi là số 1 của bóng đá Việt Nam khi giành giải cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch U16. Châu Á còn vinh thì lúc đó vẫn chỉ là cầu thủ vô danh. Năm 18 tuổi, Vinh được gọi vào đội chính của sông Lam Nghệ An. Công Vinh bắt đầu chứng tỏ được khả năng ở giải GVC Cup 2003. Đến năm 2004, các thành công dồn dập đến với Vinh. Công Vinh ghi bàn đầu tiên ở V-League vào ngày 8 tháng 2 năm 2004 vào lưới Đồng Tháp. Anh nhận giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của bóng đá Việt Nam. Nhận luôn giải cầu thủ xuất sắc nhất năm mân thế nhưng lúc đó, Vinh lại luôn phải đối mặt với những lời đồn ác ý. Với sự xuất sắc đó, Công Vinh bắt đầu nhận được những lời chào mời từ những đội bóng khác. Thậm chí là những đội bóng từ Nhật Bản và Europe so đi với mức lương cao ngất ngưởng là 8.000 tới 10.000 đô la Mỹ một tháng Hà Nội TNT mua giải 2009 vào ngày 26 tháng 10 năm 2008. Bất chấp những tin đồn anh sẽ chuyển sang chơi cho thể công Viette. Công Vinh chính thức ký hợp đồng với TNT Hà Nội với khoản tiền kỷ lục 8 tỷ đồng cùng mức lương không dưới 40 triệu đồng một tháng. Thêm vào đó, TNT Hà Nội còn phải trả cho Sông Lam Nghệ An số tiền 500 triệu đồng phí đào tạo. Công Vinh có trận ra mắt trong màu áo TNT ở V-League vào ngày 2 tháng 7 năm 2009 tại vòng 1 gặp thể. Công, bàn thắng đầu tiên của Công Vinh cho TNT Hà Nội là vào ngày 24 tháng 2 năm 2009 ở vòng 2 V.League. Vào lưới SHB Đà Nẵng trong chiến thắng 1 không trước đội bóng này từ một cú đánh đầu vào ngày 21 tháng 6 năm 2009 ở vòng 17 V.League. Công Vinh ghi 4 bàn vào lưới xi măng công Thanh Thanh Hóa giúp TNT Hà Nội thắng 4-1. Công Vinh kết thúc mùa giải với 14 bàn thắng cho TNT. Trở thành chân sút nội xuất sắc nhất v League 2009. Lê Xuế sexy Lê Công Vinh là cầu thủ Việt Nam đầu tiên chơi bóng ở một trong những giải đấu mạnh ở. Châu Âu là giải vô địch bóng đá bồ đào nha. Anh hoàn tất thủ tục ký hợp đồng ngắn hạn với câu lạc bộ Leixo SC. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm từ truyền thông quốc tế. Trong các trận đấu giao hữu đầu tiên ở câu lạc bộ mới, Lê Công Vinh đã ghi hai bàn thắng trong các trận gặp Giltoias và Padroen. Sau trận này, anh được huấn luyện viên của lazio SC Mota khen rằng có tầm quan sát chiến thuật tốt, khả năng di chuyển hay, song lại có bất lợi về thể hình. Trận đấu đầu tiên ở giải vô địch Bồ Đào Nha mà công vinh có tên trong danh sách thi đấu là với Porto vào ngày 12 tháng 9 năm 2009. Anh ngồi ghế dự bị trong trận này. Trận đấu chính thức đầu tiên của Vinh là cuộc đối đầu với UD Leiria vào ngày 4 tháng 10, Lê Sô tháng 3, 2. Anh đã chơi trong cả trận ở vị trí tiền vệ trái và có một số cơ hội nhưng chưa ghi được bàn thắng. Trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên được thi đấu bóng đá chuyên nghiệp ở châu Âu. Trận đấu của Lê Xô trên sân nhà tiếp Kasapi tại khuôn khổ Cúp quốc, quốc gia Bồ Đào Nha là trận đấu chính thức thứ hai của Vinh. Anh đã ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu, đóng góp cho chiến thắng chung cuộc 2-1 của đội nhà mùa giải 2010 ở V-League 2010. Công Vinh ghi bàn đầu tiên vào ngày 7 tháng 3 năm 2010 vào lưới Nam Định trong chiến thắng 2-0. Tại vòng 6 của giải vô địch bóng đá Việt Nam 2010, Lê Công Vinh đã có hành động lại trọng tài vụ Bảo Linh khiến anh bị ban kỷ luật của VFF phạt treo giò 3 trận và 10 triệu đồng sau khi bị kỷ luật Lê Công Vinh có ý định giải nghệ, làm giấy lên các ý kiến trái chiều, như trên Facebook xuất hiện hội những người ủng hộ Công Vinh giải nghệ, hội những người đề nghị Công Vinh giải nghệ, hay NT Công Vinh Thủy Tiên thu hút gần 8.000 người tham gia. Hay báo điện tử 24 giờ có tranh biếm họa về công vinh sau hành động này công vinh cũng đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và trọng tài vụ bảo linh trong một buổi tập cùng tnt hà nội công vinh đã bị chấn thương nặng ngay sau đó anh được đưa đi chụp phim và các lớp phim đã cho thấy công vinh bị chấn thương dây chẳng đầu gối với chấn thương này nhiều người cho rằng vinh thậm chí có thể phải giải nghệ chấn thương này đã khiến anh phải nghỉ Toàn bộ phần còn lại của V-League 2010. Mùa giải 2011 ngày 18 tháng 2 năm 2011, sau hơn 8 tháng phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Công Vinh có trận đấu đầu tiên ở vòng 3 V-League 2011 gặp câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Anh vào sân thay người ở phút thứ 80 nhưng không để lại được dấu ấn gì và Hà Nội TNT đã thất bại. Với tỷ số 0-2. Phát biểu sau trận đấu, về trường hợp của Công Vinh, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho biết: "Cậu ấy cần thêm thời gian để tìm lại phong độ tốt nhất và hòa nhập với lối chơi chung của đội sau." một thời gian dài chấn thương, công vinh sau đó tiếp tục được huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cho. Vào sân thay người trong trận thua không một tại Thanh Hóa. Trước trận đầu vòng 6 vô League 2011 gặp Đồng Tâm Long An, Công Vinh chủ động xin rút khỏi danh sách đăng ký thi đấu của Hà Nội TNT. Lý do mà tiền đạo này đưa ra là vì anh chưa có thể lực phong độ tốt nhất điều này làm dấy lên nhiều tin đồn rằng anh sẽ rời CLB sau khi kết thúc mùa giải ngày 9 tháng 4 năm 2011 Công Vinh lập cú đúp trong trận thắng 4-0 trước Na Banh Sài Gòn đây cũng là bàn thắng đầu tiên của anh tại V-League sau gần một năm bị chấn thương trong đó có một bàn từ cú đá phạt trực tiếp ngoài vòng cấm vào một bàn trên chấm phạt đền ngày 16 tháng 7 năm 2011, Công Vinh lập một cú đúc và có một đường kiến tạo thành bàn trong trận tháng 7-1 của Hà Nội TNT trước TDCS Đồng Tháp ở vòng 22 Vô địch. Ngày 14 tháng 8. Công Vinh tỏa sáng với một bàn thắng ở phút 69 giúp Hà Nội TNT hạ gục vi xem Hải Phòng với tỷ số 1-0. Trận thắng này giúp Hà Nội TNT có được 45 điểm trên bảng xếp hạng sau 25 vòng đấu. Kém sông Lam Nghệ An 3 điểm nhưng hơn về hiệu số bàn thắng và tạo nên một trận chung kết kịch tính trên sân Vinh khi hai đội gặp nhau ở vòng đấu cuối. Trước vòng 26 V-League 2011, vấn đề đi hay ở của công Vinh lại một lần nữa được quan tâm khi hợp đồng của anh với câu lạc bộ sẽ hết hạn vào tháng 9. Trên một tuần báo về văn hóa giải trí ra ngày 17 tháng 8. Ca sĩ Thủy Tiên người yêu của Công Vinh đã tiết lộ, sắp tới, Vinh sẽ chuyển vào Nam sống và thi đấu lâu dài. Tuy vậy, ngày 18 tháng 8 năm 2011, Công Vinh lại cho biết lúc này, tôi đang tập trung tối đa cho trận đấu với đội bóng quê hương sông Lam Nghệ An. Sau khi V League kết thúc, tôi sẽ công bố tương lai của mình ngày 28 tháng 8 năm 2011. Ở trận đấu thuộc vòng 26 trên sân Vinh, Công Vinh đã tạo ra được một vài cơ hội trong đó có một cú sút phạt khá nguy hiểm. Đưa bóng đi giạt cột dọc khung thành ở phút 24. Tuy vậy anh vẫn không thể ghi được bàn thắng và bị thay ra ở hiệp 2. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1 một và sông Lam Nghệ An trở thành nhà vô địch V-League 2011. Kết thúc mùa giải 2011, anh ghi được tổng cộng 10 bàn thắng cho Hà Nội TNT và có tên trong đội hình tiêu biểu V-League 2011. Hà Nội mùa giải 2012 trước mùa giải 2012 chân sút gốc xứ nghệ là mục tiêu săn đón của hàng loạt câu lạc bộ lớn ở V-League và hai câu lạc bộ nước ngoài là Mường Thong United, Slavia Prague ngày 18 tháng 9 năm 2011. Hà Nội TNT đã lên tiếng xác nhận việc chia tay với công vinh sau khi hai bên không đạt được thỏa. Thuận gia hạn hợp đồng. Chiều ngày 19 tháng 9 năm 2011, Công Vinh bất ngờ cho biết anh sẽ tiếp tục ở lại Hà Nội TNT thêm 3 năm với khoản tiền lót tay không? Được tiết lộ